Đấy, nó chạy rồi đấy. Mạng mình vẫn để ở chế độ máy bay, chờ xem chạy sẽ như thế nào nhé. Rồi, ok. You to watch and play with this getting started project video to learn some of the most important concepts of using the editor. If you want more in-depth tutorials that will walk you through the entire process of recording, editing, and sharing your videos, then please watch the getting started tutorials using this link under the help menu. Đã thành công rồi đấy. The editor nếu is như divided các bạn up chưa into three thành công, nó ở đây areas, nó sẽ clip-in, có the cái mục timeline, and the canvas. Đấy là yêu cầu bạn the canvas is where nhập you see your video mã during cây. Playback. Resize and reposition cây. All media however you want. The timeline is where you assemble and edit your video. Đây là có lại thành công rồi. Bây giờ at the mình top sẽ of the thử mở timeline, mạng nhé. tick marks represent time in terms of minutes and seconds. Bây giờ mình sẽ thử mở mạng. Mở mạng, sau đó mình sẽ mở này. Sẽ bấm cà rốt. Có vấn đề xảy ra rồi đấy mọi người ạ.
Đây là các hiệu ứng này, đây là phần âm thanh này, đây là phần phóng to thu nhỏ, còn đây là viết. Mình sẽ thử làm cái video nha. Nên được phần mềm này hay á, phần mềm này hay hơn phần mềm Mover Marker, nhưng chỉ duy nhất là nó có một cái nhược điểm đấy là mã key.
Mọi người để ý các đường viền đã thay đổi màu vàng nữa ấy. Hiện tại là mình đang cùng một lúc sử dụng FS Capture và phần mềm Camta Studio để quay màn hình, cả hai cái cùng quay một lúc. Ồ, bạn lại bảo F10 à?